Vừa qua tại Zurich, Thụy Sĩ, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam Thụy Sĩ SVBG và Hiệp hội Tài chính và Công nghệ Thụy Sĩ SFTA tổ chức buổi tòa đàm với tiêu đề Đà Nẵng hướng tới một thành phố tài chính thông minh. Sự kiện có sự tham dự của tham tán thương mại đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ Nguyễn Đức Thương, Chủ tịch SFTA Philip Weiss cùng các đại biểu chuyên gia đến từ các tổ chức doanh nghiệp, trường đại học, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý tài chính, fintech và tiền ảo, công nghệ cao, các startup công nghệ kỹ thuật số, luật và tư vấn đầu tư tại vùng nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu tổng quan về thành phố Đà Nẵng, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển Đà Nẵng, cũng như về môi trường chính sách thu hút đầu tư, đồng thời mong muốn nhận được ý kiến trao đổi thảo luận về môi trường, chính sách thu hút đầu tư, phương pháp triển khai để Đà Nẵng sớm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cũng trong chương trình các thành viên trong đoàn đã lần lượt trình bày tổng quan đề án trung tâm tài chính quốc tế đà nẵng và khu công nghệ cao đà nẵng phát biểu tại tọa đàm tham tán thương mại nguyễn đức thương tin tưởng rằng tọa đàm hôm nay sẽ mở ra cho các đối tác thụy sĩ những cơ hội hợp tác đầy tiềm năng với thành phố đà nẵng một trong những trung tâm kinh tế rất năng động của việt nam và cả khu vực đông nam á đồng thời đang quyết tâm trở thành trung tâm tài chính quốc tế khu vực các đại biểu tham dự tọa đàm đã trao đổi thảo luận về mô hình cơ chế chính sách hình thành trung tâm tài chính quốc tế đà nẵng khung pháp lý phát triển fintech tiền kỹ thuật số cũng như môi trường chính sách thu hút đầu tư tại việt nam nói chung tại thành phố đà nẵng nói riêng bên cạnh đó các đại biểu cũng thể hiện sự quan tâm và mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thành phố đà nẵng đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính quốc tế ngân hàng fintech công nghiệp công nghệ cao đổi mới sáng tạo khởi nghiệp thương mại điện tử khuyến nghị chính quyền thành phố đà nẵng cần có những cải thiện mạnh mẽ về môi trường đầu tư và sự hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nước ngoài đáp ứng các nhu cầu của nhiều doanh nghiệp thụy sĩ Kết luận buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn sẽ được đón tiếp các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư Thụy Sĩ đến nghiên cứu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thành phố, đồng thời cam kết thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai thực hiện những dự án đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng.